tiếp nối tập trước. Sau hai canh giờ, Tề Mộng Điệp lúc này không còn sức lực mệt lạ nằm trên giường, còn Sở Hưu thì mặc lại quần áo chỉnh tề rồi chuẩn bị rời đi. Sư tôn vất vả rồi, còn bây giờ thì ngủ đi. Bất chợt cả người thanh niên run rẩy hai tay bám vào cửa rồi thầm nghĩ, không hay, dược lực của thuốc này hơi lớn, nhớ lần sau phải dùng ít hơn một chút mới được. Lúc này ở bên ngoài có người đi đến rồi gõ cửa, Sở Hưu quay đầu lại nhìn rồi thắc mắc. Muộn như vậy rồi ai còn đến tìm ta nhỉ? Sở Hưu mở cửa ra thấy có ba người đang mặc áo trùng kín đứng trước mặt thì lên tiếng hỏi, mấy vị tìm ta có việc gì vậy? Một lão già tiến đến cầm tay Sở Hưu lên rồi nói, Thánh tử điện hạ, xin người hãy cứu lấy Chu gia ta. Người vừa lên tiếng này chính là hoàng đế Chu Vinh. Sở Hưu thấy vậy liền bảo, theo ta đến phòng khách đi. Nhìn hoàng đế Chu Vinh nhăn nheo già nua thì trong lòng cảm khái, mấy chục năm không gặp, đại thúc ca già như vậy rồi, xem ra mấy năm nay làm hoàng đế không được như ý. Một lát sau thì sở hưu cùng ba cha con hoàng đế vào phòng ngồi nói chuyện, nha đầu tử nguyệt từng nói với các người phải không? Muốn ta giúp các người, không phải miễn phí nhá. Điện hạ mới nói, chỉ cần chu ra bọn ta có thể làm được, đừng nói là hai, thêm mấy điều kiện nữa cũng được. Hai điều kiện là... Sở hưu giơ hai ngón tay lên rồi nói tiếp, một, đồ trong bảo khố hoàng thất, ta muốn lấy hai món. Hai, sau việc toàn bộ tài sản của Trấn Bắc Vương thuộc về ta. Lão hoàng đế nghe vậy thì phấn khích gật đầu đồng ý, chuyện này không thành vấn đề. Được, các người về đi. Lúc này tử nguyệt công chúa cùng anh trai liền đứng dậy hỏi, không biết thánh tử điện hạ cần chúng tôi làm gì vậy? Sở hưu nở một nụ cười tự tin rồi đáp, các người cứ như bình thường là được, chuyện về sau yên tâm giao cho ta đi. Chuyển cảnh đến sáng hôm sau tại thượng kinh thành của hiệp quán thái tố thánh địa, sở hưu vươn vai lười nhác bước ra khỏi phòng, còn tề mộng điệp thì nhàn nhá ngồi ngoài sân ăn trái cây với bộ dạng cu tè bất chợt tề mộng điệp giật mình nghe thấy bước chân đi đến. Sở hưu thấy thế liền hỏi, sư tôn, chẳng phải người nói còn việc cần làm sao? Sao hả? Chê bổn tôn cản trở ngươi à? Đúng vậy. Tề mộng điệp lại cầm trái cây lên ăn tiếp rồi nói, chỗ này là thượng kinh thành, đâu phải là địa bàn của nghịch đồ ngươi, bổn tôn thích ở đâu thì ở đó, ngươi quản được không? Sở hưu nghe vậy nghiêng người tò mò nhìn rồi châm chọc, đừng có giở trò vô lại nha, hình tượng tiên tử thanh lãnh sắp tan vỡ rồi. Tề mộng điệp nhồm nhoàng ăn rồi phất phất tay nói, cút, lười quan tâm người. Sở hưu thấy vậy thì toát hết mồ hôi hột mà thầm nghĩ, người đàn bà này đúng là khó bám, mong là sau này hoa tỷ tỷ sẽ không như vậy. Bất chợt sở hưu áp sát rồi đặt tay lên vai của tề mộng điệp, nàng ta thấy vậy thì đỏ mặt ngượng ngùng hoảng hốt nói, bây giờ ta sẽ ra ngoài một chuyến, ngươi không được đi theo, nếu không ngươi hiểu đấy. Nếu người không nói, xem như là người đồng ý rồi, người đừng đi theo ta, Ta có thể nắm bắt được khí tức của người đấy." Nghe Sở Hưu nói vậy thì Tề Mộng Điệp trầm mặc toát hết cả mồ hôi, ai thèm chứ? Một lát sau tại khu thất thập cửu của thượng kinh thành, nơi đây đông người qua lại nhưng cạnh đường cũng có những người ngồi ăn xin. Sở Hưu vừa đến trước một căn nhà thì có một nữ nhân mở cửa ra đón, "Khách quan, mời đi theo ta." Thanh niên đi theo cô ta bước vào một hành lang dài trong nhà. Vừa vào trong phòng Sở Hưu liền lên tiếng hỏi, "Thứ ta cần chuẩn bị xong chưa?" Nghe vậy nữ nhân ngồi trước bàn đáp, chờ người đã lâu rồi. Thiên địa kỳ chân người cần đều ở trong này, sau đó cô ta vứt một túi chứ vật ra trên bàn. Sở hưu tiến sát lại cạnh cô ta rồi nhét một miếng ngọc giản vào giữa hai quả bưởi, chỗ này có tung tích của Nguyệt Hoa Đế Kinh. Nhìn miếng ngọc giản được nhét vào giữa hai quả bưởi, cô ta khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Chuyển cảnh đến thượng kinh tầng hầm mật thất của Trấn Bắc Vương Phủ, nơi đây đang treo ngược một người cởi trần và được khóa lại bằng những sợi xích sắt một tên yêu tu chín đuôi vừa đi vào thì lên tiếng chu long ta nói cho ngươi biết một tin tốt vào tối qua có người dùng độc với bổn tọa hắn ta hai mắt sáng rực rồi cười nhan nhở ha ha đáng tiếc là hắn không thành công vừa nghe vậy thì chu long liền hét lớn thiên diện chân quân ngươi muốn làm gì hả làm gì đương nhiên là làm hoàng đế của đại minh rồi ngươi biết không con trai bảo bối đó của ngươi nằm mơ cũng muốn trở thành thái tử ngươi nói ta có cần thành toàn cho hắn không? Chỉ cần bổn tọa trở thành hoàng đế của Đại Minh, thì ta có thể lợi dụng lượng lớn người của Đại Minh để huyết tế diệt nhân phiên, sau khi đánh thức thanh khí linh này. Thái tố thánh địa sẽ không để ngươi thành công đâu. Nghĩ đến Chu Long ta, cả đời đều chinh chiến vì Đại Minh, không dám chậm trễ nửa phần. Ai ngờ đến cuối lại bị một tên yêu tộc thay thế thân phận, đi làm phản tặc. Ha 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 ha, con trai bảo bối đó của ngươi mời Thái Tố Thánh Tử đến hồ phiêu tuyết để tụ họp, bổn tọa đang muốn qua đó bàn chuyện cướp đoạt hoàng vị với hắn. Cái gì? Thái Tô Thánh Địa ủng hộ họ mưu quyền đoạt vị? Không thể nào. Sau đó thiên diện chân quân biến hình thành bộ dáng của Chu Long rồi châm chọc nhếch miệng cười đều, vợ con ngươi ta nuôi, ngươi đừng có lo. Chu Vân Phi rất nghe lời, là đứa con tốt, vương phi của ngươi. Nhuận thật. Chu Long nghe vậy thì càng thêm tức giận quát lớn, thiên diện chân quân, ta phải giết ngươi, ngươi chết không được yên đâu. Chuyển cảnh đến đảo phiêu tuyết, Nơi đây khung cảnh trắng xóa và được bao phủ đầy băng tuyết. Nghe nói lão tiền bối khí vô hằng của khí thần tông sẽ đến đại minh vào nửa tháng sau, mượn tử quang của thần viêm tông thần hỏa để luyện thành khí. Lúc đó còn tổ chức đại hội thi đấu ở thượng kinh, thanh niên được mời đều có thể tham gia. Ta cũng nghe nói rồi, hình như lão tiền bối khí vô hàng hứa sẽ chính tay luyện khí cho cường giả mạnh nhất. Sở Hưu cùng Chu Vân Phi nghe mọi người bàn tán một lúc thì lên tiếng, "Chu huynh vị khí vô hàng này có phải là vị luyện chế quy nguyên lúc trước không? Ừm, phương pháp luyện chế của quy nguyên đúng là lão tiền bối sáng tạo ra để đối phó với yêu mãn. Vừa nghe vậy thì sở hưu chống cầm trầm ngâm rồi nghĩ, muốn luyện chế khí vật này lâu lắm rồi, không ngờ vị luyện khí tông sư này lại đến Nam Vực. Mà thật không ngờ Chu Long lại cảnh giác như vậy, hạ độc thất bại rồi, nhưng bích giao tiên tử vẫn chưa bị phát hiện. Bất chợt lúc này có người hô lớn, Trấn Bắc Vương đến rồi. Sở Hưu nghe vậy liền quay qua nhìn rồi trong lòng thầm nghĩ, đến rất đúng lúc, để ta đích thân thử hắn xem. Một lão già cao lớn dâu tóc màu nâu, trong bộ đồ vàng đen hiên ngang đi đến, người này chính là Trấn Bắc Vương Chu Long. Nhưng hiện tại Trấn Bắc Vương thật đang bị giam treo ngược ở dưới mật thất, còn đây là Trấn Bắc Vương giả do thiên diện chân quân biến hình thành thôi nhé mọi người. Thấy Trấn Bắc Vương đi đến, Chu Vân Phi liền giới thiệu, "Phụ thân, vị này chính là thánh tử của Thái Tố Thánh Điện, Sở Hưu điện hạ." Trấn Bắc Vương cười tươi ôm quyền nói, gặp qua Thái Tố Thánh tử. Còn thanh niên Sở Hưu cũng chắp tay cúi người chào, gặp qua Trấn Bắc Vương. Một lát sau thì cả ba người ngồi uống trà nói chuyện với nhau, Thánh tử điện hạ, nào ta kính người một ly. Trấn Bắc Vương lập công lao vang dội, nên là ta kính người mới đúng. Sở Hưu liếc nhìn Trấn Bắc Vương rồi nghĩ thầm, sao cảm giác trên người Trấn Bắc Vương này lại có yêu khí? Trả trách lại hạ độc thất bại, Trấn Bắc Vương bị yêu thú hoán đổi rồi à? Đúng lúc này Chu Long cầm ly rượu đứng lên hỏi, Thánh tử Điện Hạ, mấy ngày này, chuyện con ta bàn với ngài, có từng bị người ngoài biết không? Vừa nghe vậy, sở hưu liền giả vờ không hiểu rồi hỏi lại, Trấn Bắc Vương chỉ chuyện đoạt vi à, xảy ra chuyện gì rồi sao? Mùng thì hỏi vậy, nhưng trong lòng thanh niên lại nghĩ khác, diễn với hắn một lát trước, rồi lại tìm cơ hội hạ độc hắn, sở lão ma đúng là thâm thật, hức hức. Một lát sau, Chu Vân Phi dùng tay che miệng rồi ngã ra đất, Chu Long thấy vậy liền lo lắng hỏi, Vân Phi, con sao vậy? Phụt, Chu Vân Phi phun ra một ngụm máu lớn. Mấy nữ nhân viên ở bên cạnh thấy vậy thì hoảng hốt sợ hãi la hét. Lúc này Chu Vân Phi tay cào cấu cổ, hai mắt trợn trắng rồi miệng chảy ra đầy tiên huyết. Vậy là phần tiếp theo của bộ chuyện chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.